10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Ok, chúng ta đến với game đấu thứ hai, à thứ ba, nhầm. Sẽ là game chiến thắng thứ hai cho một team nào đó, thôi chưa biết là team nào. Team Spirit lại Luna Underlord, Vega lại Earth Spirit Dazzle. Đừng bảo tôi sẽ phải xem lại cái game 1 nhá. Vâng, ban y hệt hai game trước luôn. IO Slada và Team Spirit thì đói Laxia và Lord Rui. Game trước thì Vega nhả IO và sấp mặt, game này ban ngay lập tức, không dám để nhả ra luôn. Radiant team. Dire team back. Ui, nhiều anh em xin vào quá. Ok. Accept hết. Dire team pick. Vâng, quay trở lại với game đấu thì đây, Benny Clockwork ở lượt thứ 3 và Ursa Warrior ở lượt thứ 4. Còn bên phía team Mega thì họ loại bỏ đi bên cũng như là Chen. Bên phía team Spirit thì họ lựa chọn Luna Underlord, mình vừa đọc rồi. Hero thứ 3 sẽ là gì đây? Đừng nói với tôi lại Shadow Demon nhá. Đừng cho Man Score đánh những cái con hero mà nhìn trông nó có vẻ đần độn như thế, thực sự ấy. Trông đần độn cực. Silencer vừa nhắc đến một hero nào không đần độn thì đó là Silencer dành cho bên phía team Spirit. Và Terrorblade dành cho Vega. Silencer. Bên phía team Spirit thì họ sẽ đến với cái lựa chọn thứ tư, nhưng mà Silencer này đi mid à hay là đánh support nhỉ? Silencer thì liệu có phải là khó nghĩ quá. Silencer để có thể counter Dazzle thì đúng rồi. Silencer counter Dazzle rất là chặt. Counter Terrorblade cũng được, Earth Spirit cũng được. Một cái lượt pick mà counter đến gần như là 3 hero, khá là đẹp. Thế còn lượt pick thứ 4 thì sao? Tinker dành cho bên phía team Spirit. Lại một lượt counter nữa vào Terrorblade và Nyx Assassin ra đời ngay khi mà có những con hero nhiều intel như là Tinker hay là Silencer. Vâng, và Ben đi Storm Spirit ở lượt cuối cùng. Chờ đợi cái lượt ban cuối cùng của Vega và một vị trí support nữa. Support OK, Mojai. Reserve time. Radiant team pick. Lượt cuối cùng Vega vẫn đang suy nghĩ rất khó. Pick con hero đi mid nào để có thể thắng được cái matchup với Tinker. Và thực sự là không bị đối phương
chiếm được lợi thế trong combat. Invoker QW không, Ember Spirit rất dễ bị counter bởi Silencer. Invoker vậy thực sự là cái lượt pick Silencer này quá hay. Invoker hơi khó, Silencer nó counter rất là tốt vào vị trí của Ember cũng như là cả Invoker luôn. Quay trở lại với game đầu, Let's Rock, đúng rồi. Hero này bây giờ cũng có thể đem lại vị trí mid lane được, và Earthshaker dành cho bên phía team Spirit ở ngay lượt last pick. Earthshaker, there are many Earths, but there's only one Earthshaker. Earthshaker, Fisher. Giọng con này khá hay. Có rất nhiều những cái gọi là Earth, nhưng mà chỉ có đúng một người, có đúng một Earthshaker thôi. Earth Spirit đối đầu với Earthshaker, ai sẽ là bá chủ của mặt đất đây? Luna và Terrorblade, những cặp matchup với nhau. Đây, Let's Rock và Tinker. Đố giả được giọng Park thì mình còn không thuộc cái câu nói của nó thì làm sao mình giả giọng được. Stay and amuse me, đúng rồi. Park. Đúng rồi. The earth moves under my feet. Cái đấy thì mình không thể đọc hay bằng mấy ông người bản địa xong rồi giọng hay được. Tinker. Rồi, có bát đến từ Sodico, vẫn là một cái vị trí quen thuộc. Earth Spirit, Thạch Thần. Ở đây thì có con này gọi là Thổ Địa. Earthshaker, Thổ nó là đất. Còn con này thực ra nó là Stone thì đúng hơn. Con này phải là Stone Spirit hoặc là Rock Spirit thì nghe nó có vẻ chuẩn. Earth Spirit nghe nó có vẻ... Sơn Tình. I said good day, sir. Đúng không? Còn con gì nữa? Underlord này mình không thuộc một tí lời thoại nào, vì con này mình không chơi nhiều. Luna for Stelemene. Đúng không? Luna. Không phải là Luna mà là Liu. Ở đây đang có tranh rune rồi, ngay lập tức làm tướng lăn thẳng vào mồm của Icebird. Vâng, Tinker. Are you thinking what I'm thinking? Ngay lập tức là anh ta bị đẩy về. Sioma cũng bị đẩy về. Dazzler. Who needs healing? Rồi, đã có pause, lại có pause. Vâng, một last hit dành cho FNG. Khả năng đó là tình huống phá Senchi của đối phương. Juggernaut. I'm Juggernaut, bitch. Ok, Fisher để cản creep nhưng mà hơi quê. Hơi nhà quê một tí. Trời ơi. Vâng, cái lỗ rất bé nhưng mà creep vẫn chui lọt. Hơi quê bạn ơi. Về tập lại trò này đi. Vâng, mắc ngay lập tức là kéo. Nếu đúng là người đi đầu chủ lái tàu. Lái theo một đống lom do trẻ con ở đằng sau. Vâng, anh ta có thể pull được đống creep này về lên. Anh ta sẽ có được mình level 2. Vâng, ngay lập tức là một stun vào. Đấm rất đau vào đầu của Iceberg. Con e này thậm chí... nhưng mà body block hay. Không. Xin lỗi. Rút lại lời nói. Không. Không phải là stun trượt mà là body block. Đấy là người ta tính cả rồi. Người ta tính cả rồi. Bình tĩnh nha. Ông bảo cười, tôi ban luôn. Calculated
Ông Ngọc cười. Vâng, tức là DK Phobos bị slow vào, đấm rất đau. What the fuck? Body block thế thì thôi chịu. Thực sự nếu mà tình huống đấy mà Miracle đánh ấy thì kênh chat nó sẽ nổ tung, nổ tung. Nhưng mà đây là FNG mọi người chỉ what? What the hell hả? Không thể nào mà ngờ được. Nhưng mà tình huống đó mà là Miracle hoặc là một support 9k hay bất kỳ player 9k nào sẽ là 9k. Miracle em god các kiểu các thứ. Sợ thật. Body block luôn. Đúng rồi, tưởng không hay nhưng mà hay không tưởng. Một chặt vào thôi xong rồi. Đường nào đây? Đi về đâu? Hỡi em. Và ngay lập tức là biếu hai não cho Van Score. Trí khôn của ta đây. Còn trí khôn của ta đâu? Ở đây có tận hai trí khôn rồi. Tôi hy vọng là cái con Nexa Sin này nó không bị hút hết trí khôn. Chết theo cách là bị trói vào cây xong đó thì đốt chết được. Nhưng bị mất trí khôn nghe nó hơi ngu. Rồi lại chọc stun trượt. Ui ôi. Tình huống mà con Satya nó góp công rất là nhiều cho con Nick Asin này. Mặc dù Nick Asin stun trượt nhưng mà có một tình huống mà Satya ua đạp được Iceberg về. Bây giờ sẽ có stun hay không? Né stun được Iceberg. Anh ta di chuyển ra, chọc một phát vào mắt của G. Và G liệu chết? G không chết. Bây giờ Soneko anh ta tiếp tục quất thẳng vào đít của FNG. Vâng, cho thấy ai mới là bá chủ mặt đất. Nhưng bá chủ mặt đất vẫn cứ là FNG. FNG anh ta liệu chết với độc của đa số. Anh ta nằm xuống rồi. Anh ta nằm xuống rồi. Vâng, bá chủ ở mặt đất thì vẫn cứ là con Shaker này. Vâng, tỷ số bây chúng ta sẽ có kiểu như là đánh 3 cây ấy. Thì chúng ta sẽ có kèo đánh 3 cây chung và có một kèo đánh 3 cây ngang. Bây giờ đánh ngang đi. Shaker và Split Eye sẽ là người chiến thắng. Shaker dẫn trước chỉ số là 2-0. Ngay lập tức có lăn ra Zodico nhưng lại là một chặt hay đến từ FNG. Vâng, vẫn muốn chứng tỏ xem mình ai là bá chủ mặt đất. Soyoko đúng kiểu đang đánh con gái hả? Bạn gái đi mid. Soyoko ra giúp bạn gái. Soyoko chết. Soyoko bật sĩ diện mode on. Soyoko tiếp tục di chuyển ra mid. Soyoko tiếp tục chết. Bạn gái không quan tâm đến Soyoko. Cuối game bạn gái bảo Soyoko là đừng feed nữa. Feed với anh mệt, chơi với anh mệt quá, anh feed nhiều quá. Đúng kiểu kịch bản của những tay chơi khi mà có một bạn nữ nào đó đánh pro hơn mình ở trong stack rất muốn support chứng tỏ cho bạn nữ là anh hết mình với em nhưng mà không được. Di chuyển với cả Rulin V đến từ FNG. Anh ta không cộng một điểm nào vào Ancient Totem cả. Level 3, ok, 2 điểm Fisher, 1 điểm After Shock. Sẽ cố gắng để có thể ra để backup được cho con Tinker thôi. Tinker bây giờ chết mất một lần rồi. Còn Lestrak thì nó chưa chết. Mạng vừa rồi là một cái mạng mà Lestrak anh ta thoát hiểm khá là hay. Còn một chút máu thôi, một đấm nữa thôi. Còn một chặt vào đây bây giờ nào. Đi đường nào đây, biết đi đường nào đây. Nào, laser vào và tính đam rất chuẩn đến với Iceberg. Bây giờ tỷ số là một đều giữa Iceberg cũng như là G. Tỷ số vẫn đang là 2-0 giữa FNG và Soneko. Dizera ở dưới này thì không quan tâm thế sự lắm. Một cái Blindstone cứ thế là phân bóng ra, Metamorphosis lên, bắn trụ liên tục tục. 4-2 dành cho team Spirit. Vào đây thì Iceberg vẫn tỷ số sẽ là 2-1. Còn Soneko vẫn không chết, anh ta về được nhà, hồi được kịp máu, không bị mất não. Tỷ số là 2-1 dành cho G. Vâng, những tình huống đối đầu liên tục, lấy mạng trả mạng của cả hai bên ở khu mid lên. Ở đây đã có TP ra, một chặt vào mồm của G này. Anh ta còn vừa mới co chân lên nữa chứ. Vâng, bị slow vào nào. Có bị slow không? Đang bị giảm một chút tốc chạy thì phải. À không, cái skill này bây giờ không giảm tốc chạy, skill 2 mà là skill giảm tốc chạy. Vâng, chạy rất nhanh. Về được rồi. Lestrak này vốn cái tốc chạy cơ bản nó cao rồi. Một đạp vào mồm của FNG. Liệu FNG có chết? Vẫn đang cố gắng chứng minh xem. Vâng, từ từ đã nào. Vâng, Soneko đi lên high ground. Biết rất hay lại kéo silent không thành công được con S rồi. Nào, lỗi vị trí ăn một cái chặt là thôi xong này. Vâng, chặt nhưng mà đó là Infused Raindrop.
lọc hoàn toàn lượng đam đến từ Fisher. Còn trên này thì Mark đang bị cái con Silencer của Vanscore zone rất khó chịu. Anh ta cũng có được cho mình level 4 rồi, nhưng mà bị zone rất là khó thở. Dưới bot thì Unlock gần level 6 rồi, cái con này bây giờ mới chỉ gần level 5 thôi, hơi thua thiệt so với người đánh cùng vị trí. Hai carry thì farm gần như bằng nhau, hơn 1-2 crit không nói làm gì. Bên phía team Vega thì họ cũng rất là muốn ăn trụ rồi, khi mà Dizera liên tục hóa form lên cũng như là đẩy trụ, họ muốn giảm tải một chút áp lực cho cái lên off, thêm một ít tiền cho con Nikasi này có thể lên đồ. À, thậm chí là khi mà đẩy trụ xong thì các support bên phía team Spirit sẽ phải di chuyển. Như thế thì khoảng trống được tạo ra cho Nikasi nó sẽ nhiều hơn. Ở dưới bot thì DK for boss thực ra thì cũng không phải là quá xanh, nhưng mà anh ta cũng không quá thọt. Mình level 7 rồi, sắp có gen mana. Ok, hoàn toàn ổn. Network bây giờ thì hai carry vẫn đang bằng nhau. Đâu. Ở đây thì đang có một tình huống mà bật gai lên stun khá hay, nhưng mà ở đây vẫn sẽ là sự backup đến từ Vanscore dành cho BZZ. BZZ anh ta sử dụng Healing Sap rồi, hồi được khá nhiều máu. Nên nhớ rằng BZZ có Eclipse. Đây không phải là một tình huống gank ổn. Đúng rồi, họ chỉ di chuyển rất từ từ ra và muốn push trụ thôi. Trụ bot thì lại không push đi trên này làm gì, vâng muốn cướp đi cái miếng cơm anh áo, cái cần câu cơm miếng đất của cái con Luna này, bắt nó phải di chuyển, bắt nó phải về, không cho nó farm ổn thỏa nữa. Nhưng mà trong Luna cho nó vẻ là không sợ lắm. Mày lên đánh nhau, tao gọi hội của tao lên. Đúng rồi, DK for boss cũng đã lên. Game đấu bắt đầu diễn ra yên bình hơn một tí rồi, sau những cái tình huống đánh nhau liên tục thì bây giờ bắt đầu có một chút đất, một chút không khí để cho các player có thể thở được. Nhất là con Tinker này nó đang rất cần một cái dây bay. 3k1 network ở thời điểm phút thứ 9 không thực sự là quá thuận. Rồi xong. Ở trên này thì sẽ là một cái bãi stack khá là to. Luna cố gắng để có thể last hit được nào. Luna. Lại để cho Silencer. Lại để cho Silencer hai con. Luna farm hơi bụt cười nha. Đừng bảo con to này cũng mất luôn nha. Rồi ok. Một chặt vào mồm của Mark luôn. Mày đứng nhìn anh tao à? Thế là thôi. Bọ hùng ăn ức. À, ngay lập tức là phải lùi về. Lăn nhá, không phải là ăn. Chẳng qua là tôi bịt hai cái phụ âm đầu đi thôi. Làm gì nhau này. Vâng rồi, kéo rồi, đá nào. Thế bây giờ làm gì? FMG anh ta cũng down xong Fisher là có người phải nằm xuống nếu như không về này. Vâng, về ngay. Chỉ là tranh run của nhau thôi. Tôi không hiểu sao này. Cái bọn bạo hùng này nó lại thích lăn cái cục đấy nhỉ. Nó cứ... Ngày xưa tôi đọc mấy cái sách kiểu gọi là thế giới côn trùng cho trẻ con đấy. Thế mà bọn bạo hùng suốt ngày đi lăn phân. Nhiều loài nó có sở thích buồn cười thật. Radiant's top tower is under attack. Ở trên này thì BZ vẫn đang farm.
Ở dưới này thì sao? Đẩy trụ rồi, một chặt ra nào, ES được sinh ra để có thể đép. Nhưng mà liệu tình huống này, Mark di chuyển vào, bơi vào ngay Senchi. Rồi ok, stun được FNG, nhưng làm sao burst down được đây? FNG anh ta về được với cả một tình huống chói rất hay để được đi cái full boss, nhưng mà trụ vẫn phải nằm xuống rồi. Hơi buồn là như vậy. Nexasin bây giờ vẫn chưa anh được ai cả. Vãi, có không hiểu biết vãi. Hóa ra con bọ hung nó còn đẻ trứng vào trong đấy ạ. Nhìn thấy Van score rồi, một chọc nào. Liệu có chạy nổi không? Vâng, lách ra khỏi đống creep này. Ui, nhưng mà cái lượng đam nó là quá lớn. Rồi, Dicera có được một mạng đầu tiên của mình trong trận đấu này. Và anh ta sẽ cố gắng để có thể có tiếp một cái trụ nữa. Vâng, với cái lượng đam như thế này, đang liên tục là đổi power chip để phân bóng cũng như là bắn trụ, một bốc rỡ công trình. Thế này thì BGG, tại sao lại đi một mình? Con gái con đứa đêm hôm này. Nhưng mà, ôi, vẫn quay lại giết một người luôn. Ok, giữ lại để nói vừa rồi. Ở đây thì Iceberg anh ta có cho mình giấy bay rồi. Cố gắng pha một cái Soaring nào. Có Soaring luôn rồi. Lấy XP nào. Rất cần XP, rất cần cái tình huống. Mark lại di chuyển vào trong khu vực Senchi của đối thủ. Một stun vào mồm, anh ta biết được là mình đang bị phát hiện ra rồi. Nhưng mà anh ta không biết Senchi ở đâu. Lách, lách, lách trái, lách phải, đánh võng được ra khỏi ấy rồi. Vâng, hai ông support tự nhiên linh tinh di chuyển và ăn ngay một cái eclipse vào mồm. Phần gì nhỉ? Phần Selemene Luna. Vâng, con Luna này nó vẫn đang khá xanh ấy, nhưng mà Tedobet ăn được nhiều trụ quá. Và cái cơ hội bứt tốc của anh ta đang đến rồi. Khi mà Luna đang mất hơi nhiều thời gian để di chuyển cùng với cả những cái đồng đội của mình. Anh ta đang chưa biết là mình có nên push hay không. Chưa biết là Nexasin ở đâu. Thật ra bây giờ Nexasin tôi thấy khá là vô hại. Thực sự là như vậy. Nexasin thực sự bây giờ rất vô hại, anh ta cần lên một cái Hand Midas chứ không phải là cắm thẳng cái Blink vào trong cái ô mua nhanh này. Vâng, con gọi là Sebo Hung này thì không biết bây giờ nhà rồi. Sebo Hung trong chuyện Dragon Ball thì là hấp thụ người máy, người tăng sức mạnh. Trông con này đúng kiểu là giống bộ hung ngoài đời, cũng như là chỉ hấp thụ ướt thôi. Rồi DK Phobos mở Uber lên. Bài Uber đi đâu ấy, Uber về nhà. Thật, đánh xếp đến như thế luôn. Smart money. Cả hai team vẫn đang chơi khá là chậm. Tinker cần có thêm cái lượng farm. Vâng, Raindrop là cái item rất hay khi phải đối đầu với Tinker. Gần như bên này ông nào cũng lên một cái Raindrop đây, thêm cái Raindrop nữa. Ông này không có Raindrop, ông này không đủ chỗ để có thể cầm Raindrop. Bỏ Smoke ra cầm Raindrop cũng được chứ làm sao. Lăn vào Tinker nó lại cho một đường laser, một đường ấy thì chết. Nhìn thấy Senchi ở nhau, nhìn thấy Watt của nhau. Ở đâu đó BGG giết người thì chúng ta quan tâm đến cái thế sự ở đây thì đúng hơn. FNG vụt cái Watt kia đi. Chả hiểu sao lại không vụt cái Watt để con kia nó phám với cái Senchi nó về rồi. Vâng, tỷ số đang là 6-4, chưa biết là tại sao dưới này Yes, Spirit lại chết. Có vẻ như lại là một tình huống di chuyển ra hơi buồn cười. Nhưng mà từ từ nào lại một ông support, một ông up lên. Định trêu con Luna này này. Nó lại cho một phát. Ô, Tinker có giày bay. Thôi xong rồi. Bye bye Sioma. Phát hiện ra vị trí. Rồi xong. Không hề có TP trừ giáp ở đối thủ. Spam rất nhiều skill. Vâng, họ sẽ để cho Tinker ăn mạng. Master Machine cứ thế đi qua thôi. Cái chết đau đớn nhất trên cái cuộc đời này. Di chuyển về rồi. Iceberg tiếp tục farm. Và team Spirit họ đang dồn rất nhiều tiền cho cái con Tinker này. Nó sắp có Blink Dagger rồi. 7-4 là tỷ số hiện tại ở phút thứ 16. Nếu chênh lệch bây giờ không, nó chính là bằng 0. XP chênh lệch khoảng tầm gần 3.000. Thuộc về bên phía team Spirit, họ chỉ hơi một chút level thôi.
họ không hơn quá nhiều. DK Phobos sẽ đảm đương nhiệm vụ đép một chút cái khu vực top lên này. Tinker cũng đã ra rồi. Sẽ là những cái tình huống chạy lên và spam Master Machine. 74 dành cho team Spirit FNG đang có được khoảng trống để có thể farm. Anh ta sẽ được, khả năng cao là sẽ được nhường tất cả những tài nguyên để có thể lên một cái blink sớm nhất. Mua Watt sẽ là Silencer. Đấy, đồ trông này. Cắm hết đồ vào đây thì sẽ có tiền và là mua ngay. Blink Dagger dành cho Tinker. Rời con Tinker nó sẽ trở nên rất là khó chịu. Tại sao mà bên phía team Vega họ lại chưa thể làm gì được? Thì nó là một cái lượt pick hơi sai vào con Nexasin. Nếu như họ thay bằng Bad Rider thì mình nghĩ mọi chuyện bây giờ nó đã khác. Bad Rider hoàn toàn có thể farm nhanh, hoàn toàn có thể đi gank sớm với cái đội hình này. Nexasin thì không, quá dễ bị counter với cả cái Senchi. Senchi giải ra những cái vị trí nóng rồi là counter được. Nhưng mà ở đây thì Iceberg anh ta bị phát hiện ra rồi. Global Silence được mở lên. Iceberg liệu có sống được hay không? Chạy đi đâu đây khi mà Ebola mà Soneko sẽ là người nằm xuống để trả mạng lại cho Iceberg. Nhưng đấy vẫn là một tiếng đổi lời, đổi lời dành cho bên phía team Vega. BGG có Dominating nhưng không còn Tinker nữa thì cái trụ này chắc chắn sẽ sập. Chắc chắn là sẽ sập. Vâng, tình huống gank mà tôi thấy, tình huống gank đầu tiên mà tôi thấy con Nexasin này nó có thể đóng góp được công sức vào. Một tình huống tiếp tục là chặt Fisher ra đến từ FNG. Liệu có đép được trụ này cho đến khi cái con Tinker kia hồi sinh không? TP ra đến Silencer, vâng, trụ nằm xuống rồi. Lượng đam đến từ Diabolic Eric cũng như là lượng đam vật lý của Terrorblade là quá lớn. 8 năm team Spirit có lợi thế về mạng nhưng họ đang mất dần những cái trụ, họ đang mất dần quyền kiểm soát bản đồ. Nhưng từ giữa nào chi tại sao lại xuất hiện ở đây, tại sao anh ta lại đứng ở đây? Rồi một Lucian Beam tiếp tục sẽ có di chuyển lên đến từ FNG, đập smoke để chạy nhanh luôn, blink lên để lấy sai, mở cho mình ulti ra, có dám đuổi hay không? Vẫn đang đuổi. Iceberg bị bật gai lên, anh ta bị stun vào nhưng lượng đam là không đủ. Iceberg anh ta được mecha một chặt đến từ Shaker và đó là mạng của Mark dành cho DK Phobos. Vâng, G anh ta sẽ sống. Vâng, nhưng mà phải cảm ơn rất nhiều cho bọ hùng này. Bọ hùng lại một lần nữa chết rồi. Xem bọ hùng như này thì hơi yếu nha. 9 năm dành cho bên phía team Spirit. Rồi có lăn vào BGG, một tình huống slow, Ebola, các kiểu thứ. Như anh ta có đến 7 charge stick, sẽ có Uber lên. Và Soneko hết mana rồi, một Lucian Beam nào. Không hề có Lucian Beam và đó là một tình huống mà Soneko anh ta về thành công. Đánh nhau liên tục ở tất cả các mặt trận nhưng mà cũng sẽ chỉ là 1 đến 0 người phải chết. Vâng, sẽ là những tình huống tiếp tục farm. Với cái lối chơi như thế này thì team Spirit họ sẽ nhận được rất là nhiều lợi thế. Với Tinker bây giờ có thể farm không xanh. Nhưng mà Tinker với cái việc là anh ta có được blink, anh ta sẽ lên được 2 tầng. Ui, Eco Slam luôn. Xăm, bài Match of Machine nhưng mà FNG lại lừng ngắn mạng. Eco Slam dành cho G. Một cái Eco thẳng vào mồm. Xung quanh có khá nhiều creep. Tinker xuất hiện ngay. Thank you.
đang cố gắng ăn Roshan khi mà biết được là không còn Echo Slam nữa. Echo Slam cũng như là Global Silence đã được sử dụng để có thể giết cái con Lestrade này rồi. Thậm chí Lestrade anh ta không tự tử kịp. Có một điều mình hơi thắc mắc là cái thanh niên FN ngày trước bài carry cho Vega gồng gánh cái team Vega này thì bây giờ đang ở đâu? Empire à? Sang Empire rồi. Ngày hôm nay cũng không theo dõi team Empire. Mình chỉ biết cái ông Chappy thôi. Tưởng Empire là có thanh niên nào khác đi mid cơ mà. Không phải à? Tí ra check đội hình Empire xem còn những ai. Ok, ở Empire là hay rồi. Mình rất thích cái thanh niên FN đấy, thực sự là farm. Thế FN này farm như kiểu là cái máy ấy, nhưng mà không hiểu sao đánh ở Vega lúc nào cũng không được support backup, toàn bị chết, nhìn thấy buồn cười. Thế là FN đi mid Chappy anh carry à? Mình thích FN mình thích FN đánh carry hơn. FN đi mid thì cũng đã nhìn rồi. Mark tiếp tục di chuyển, có Blink rồi. Sẽ hướng đến cho mình một cái Fox Staff nhá. Mà trông cái con Nick Sassy này thì bây giờ nó gần như là không thể đe dọa được bất kỳ một con support nào bên phía Team Spirit cả. Bảo giết Sensor bây giờ có vẻ hơi khó. Tôi nhìn thấy Iceberg rồi, Iceberg sẽ chết. Không hề có Global Silence được mở ra. Bây giờ mới có Global Silence được mở ra. Nhưng để làm gì? Global Silence ở tình huống này để làm cái gì nhỉ? Endscore bị làm sao vậy? Cái lúc mà con Tinker này bị êm vào thì không hề có Global Silence. Khi mà nó đã chết rồi thì mới có Global Silence. Mình sẽ tiếp tục di chuyển vào đến từ Mark. Nào DK phở bò, BCC. Rồi xong, sẽ có stun chặt hai người vào. Echo Slam tại chỗ rồi mới mở lên. Trời đất ơi, tôi đang xem cái gì thế này? Đi tia ra di chuyển vào hóa form lên bắn. Nhưng mà cái lượng đam là không đủ. Iceberg di chuyển ra, anh ta spam rất nhiều skill. Tiếp tục có chặt nhưng lại không dính cái con mà cần dính. Đi tia ra anh ta mất Aegis of Immortal. What the fuck? Echo Slam tại chỗ. Sau đó thì Blink, ok, Dissera không kịp đổi máu. Không, bây giờ sẽ có bất tử. Anh đã đổi máu được cho người quan trọng nhất bên phía Team Spirit, đó chính là BGG. Tiếp tục một trận hay, chia cắt toàn bộ hình của bên phía Team Vega. Những lượng đam ở đâu? Một chém đủ đam rồi. G anh ta liệu chết không? Anh ta quay lại với cả Nova cũng như là Diabolic của mình. Quá khó chịu, lại có bất tử rồi. Sao mà làm bất tử thế? Giết cái con Dazzle kia đi, tôi xem nào. Đi cây Bobo dính Ebola còn rất trâu, nhưng anh ta lại bị Soleco đá về. Soleco đá cái củ cải gì thế kia, vâng, đá về. Và theo tức là Iceberg ra di chuyển trả thù cho đồng đội của mình. Ôi trời ơi, cái tình huống combat đến là mệt, gây 13.000 đam nhưng vẫn chết nhiều người hơn. Echo Slammy is a disaster. Trời ơi, disaster. It's a disaster. Disaster. What the hell? CDC are moving in there now.
I don't think EG are interested in contesting this 4-on-5, but maybe they can delay it long enough for it to be a 5-on-5 if they Ice Blast and Fissure. Rồi đây thì Ice Burst chết rồi. Ice Burst khả năng cao anh ta chết nhưng anh ta chưa chết. Ờ anh ta lùi về được, từ từ đã nào. Từ từ đã nào, Ice Burst chết rồi. Rồi xong đây. Để tôi nghe nốt. It's a disaster. Ok, quả Eco này nó cũng phải rơi vào tầm 50 triệu đô luôn. Rồi FNG có cho mình một cái Blink, Adam có cho mình một cái Envy ở đây. Đừng có mà Eco trước Blink sau nữa nha. Nào nào, anh ta đang chờ đợi. Đúng rồi, anh ta đang có một cái vị trí rất tốt ở đây. Ăn ngay một Senchi bay. Cắm Senchi kiểu cắm Senchi lại tạp stun luôn. Sợ Eco đúng kiểu thính giác của một con chó. Rồi xong rồi van score. Vâng, ngay tức là bị stun lại. Nhưng liệu anh ta có chết không? Vẫn tiếp tục là bơm thêm một ít skill vào. Và Mark, Mark nằm xuống. Lấy mạng trả mạng luôn. Vâng, G có cho mình một cái killing spray. Network nó lại lật ngược lại rồi. Một tình huống Eco thôi thay đổi cục diện trận đấu, thay đổi cả cục diện của trận đấu luôn. Chỉ một tình huống thôi, bạn có thể đánh ngay cả game, nhưng chỉ một khoảnh khắc bạn phạm sai lầm, bạn lại sẽ là tội đồ. Bạn có thể đánh ngu như một con lợn cả game, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc bạn tỏa sáng, bạn sẽ là người hùng. Đấy, khắc nghiệt như thế đấy. Vega giờ thì họ có được một cái lợi thế rất lớn từ tình huống combat vừa rồi. Tinker vẫn đang farm, cố gắng lên cho mình mỗi gậy xanh. Anh ta cần gậy xanh để có thể chọc mù mắt được Terrorblade cũng như là bóng của Terrorblade, giảm thiểu cái lượng đam vật lý mà bên phía team Vega có thể burst ra. Bây giờ đang có một tình huống cắm Senchi, rất nhiều Senchi được giải ra không mid lên. Mark không dám di chuyển ra quá sâu. Anh ta di chuyển ra quá sâu, anh ta sẽ nhận ngay một tình huống chặt vào đến từ Ashaker. Chưa thể nói chơi điều gì, bởi vì vẫn sẽ còn một tình huống nữa Eco dành cho Ashaker của FNG. Nào. Tôi thấy kiểu vô lên, định giết cái con nó Spirit này luôn ấy. Một đạp stun ra kéo stun về hơi sớm đến từ Sodeco rồi. Sẽ chỉ là cố gắng delay một chút cái khoảng thời gian mà bên phía team Spirit họ xông lên thôi. Mua gem để có thể tự tin di chuyển dành cho Nixon hơn. Ở đây thì Dazzle mới là người cầm gem. Có một tình huống mà Ice Burst và ngay lập tức là có Global Silent. Và liệu Mark anh ta có về được hay không? Anh ta có Blink, anh ta Blink vào trong nhà của bên phía team Spirit. Nhưng mà Ice Burst chẳng có gì để cancel TP cả. Lại thêm một lần nữa Global Silence được mở ra nhưng không có tác dụng gì ngoại trừ bảo vệ cho mạng sống của Tinker. Thực ra Tinker thì lúc đó anh ta cũng chẳng chết, chắc đã chết, mình nghĩ là chết chắc đã chết. À không, Last Rock đến thì cũng dễ chết phết đấy. Ở đây thì đang có scan bằng G. Nào, lại là một tình huống mà hai mid player đều đang bị đe dọa. Hai ông đều đang bị nhìn thấy, ông nào sẽ là ông chết trước. Đập smoke đến từ bên phía team Spirit, nhưng mà smoke kiểu củ cải đi từ dưới đổ lên trên. Sonico chưa lăn được, anh ta nhận bất tử đã rồi mới bắt đầu lăn. Hồi máu hay không? Úi dồi, thật. Được. Tình bạn. Hai, tôi và anh
đôi bạn thân rất thân, niềm thân ai teo teo khăng khít bền lâu. Thậm chí là như vậy luôn. This scary. We need this scary. Hả? Tiêu 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 tiêu. Ta mến nhau như sông biển dài. Cùng nhau cái gì vượt qua khó khăn gian lao nào. Một chặt hay quá. Eco Slam bây giờ là đẹp rồi, nhưng vẫn có bất tử được mở lên. Dithyra với cả BKB của mình, nhưng anh ta đang bắn ai? Anh ta chưa boss đàn trước được FNG. FNG bây giờ mới chết nhưng mà đừng. Đúng rồi, cancel cái đạo rip đi. Đuổi theo G nhưng không thể đuổi kịp. Đó là một con Earth Spirit đổi lấy một con Earth Shaker. Tôi quên không ghi lại tỷ số giữa hai con này rồi, nhưng có vẻ như là Earth Shaker vẫn đang giành phần thắng. Dithyra, anh ta cần phải được lùi về. Đổi máu, đổi máu. Không đổi máu kịp. Đổi máu và thế là tự chết với cả Silent của Silencer. Bây giờ Mark muốn treo Iceberg à? Đam đâu mà đủ. Con Tinker này hết mana rồi, burn mana của nó bây giờ không còn đam nữa đâu. Và thế là thôi, phải để cho Fire, để cho Tinker về. Còn Telebrate thì nằm xuống sau một cái tình huống combat mạnh. Ta không thể dồn đam chết được một hero nào quan trọng bên phía team Spirit cả. Chính vì cái tình huống mà à không không không, tình huống đó anh ta vẫn có đổi máu. Anh ta giơ tay lên và anh ta chết. Tôi tưởng là đổi máu cho Sudoku xong rồi chết thì nghe nó hơi buồn cười. Đổi máu cho Sudoku xong rồi chết thì nghe rất buồn cười luôn. Hành trang trên vai quay gót đi, không mang những gì lợi danh vinh quang bây lâu. Nào có vào hay không? Có vào hay không? Tinker rất khó chịu với March of Machine cũng như là homing missile của mình. Vâng, di chuyển lên phá ward và tiếp tục lăn về. Vậy sẽ là Aegis of Immortal dành cho team Spirit hay là Vega đây? Vẫn đang trêu đùa nhau. Chặt rất hay. Mark di chuyển vào quá sợ. Bất tử cho con bóng của tôi. Ôi ôi, bất tử cho bóng của Theroblade. Trời ơi, tôi đâu biết vì bạn bao nhiêu thì ông này vẫn BGG vẫn có được cho mình. Đó là Isamimoto Silent Global xuyên cả BKB của Dithyra. Bây giờ thì bất tử đúng người rồi, nhưng bị chặt vào hết BKB. BGG anh ta không ngại cái con Let's Rock này một tí nào cả. Muốn solo thì sẽ solo. Vâng, BGG sau khi mà anh ta quay đầu thì con Let's Rock kia cũng bỏ về. Tôi đang được xem cái gì thế này? Chặt đến... chặt hay quá bạn ơi! Chặt block luôn team mình! Tôi đang xem game gì thế này? Is this 2K MMR game of Sidoto? Trời ơi, gì anh ta di chuyển ra và chết lẻ. Eco Slam một người lại có bất tử vào. Dồn đam và FNG để làm cái gì? Khi mà ở bên ngoài này, con của Luna chọc stun được ba người. Ok, Luna chết rồi. Iceberg không còn mana nữa. Mặc di chuyển lên anh ta không với kịp. Anh ta không thể với kịp vì game boss bị trừ quá nhiều giáp. Nhưng mà Dithyra bây giờ phải lùi về. Không, anh ta có đổi máu. Anh ta đổi máu với cả con bóng. Trời ơi, tôi đang xem cái gì thế này? Anh ta đổi màu với à, con bóng của Luna. Ok. Ok, fine. What the fuck is this? Game gì thế này? Mệt quá. Trời ơi, tại sao tôi phải cắt được game này? Don't worry, be happy bạn ạ. Không sao, không sao. Mọi thứ chưa kết thúc. Chúng ta hoàn toàn được cơ hội lặp lại. Đã bật gai lên, ok. Stun được Iceberg rồi. Phá, bật BKB luôn. Tinker lên BKB. Mày chơi tao phải không? Mày chơi tao, mày hả bưới? À, bây giờ như nào? À, thế là thôi, bật BKB và TP về. Một đạp với từ Zoroco, vâng không đạp chúng rồi. Uầy, Tinker lên BKB. Nice item la. Vào trong các bạn bật BKB liên tục. Nick's Assassin. Radiant's middle t-
middle tower is falling. À không refresh được BKB, ok. Không ra được BKB. Cái này chắc là tôi không biết hoặc là tôi quên. Đúng rồi, ra BKB thì nghe nó lại vô lý quá. Cái này chắc là sai sót của mình. Ngày xưa mình thấy thằng bạn mình tình cờ lên BKB mình cũng chửi nó mà. Sao bây giờ ông này lên BKB mình lại khen nhỉ? Nghe phải hơi sai. Không sao, BKB cũng là một cái item mà khiến cho Tinker tự tin hơn rất là nhiều trong combat. Chỉ cần một tình huống mà anh ta bắt chết được Dazzle hay là Echo Slam thẳng mồm luôn. Go sao lại được mở lên. Nhưng mà lượng đam vật lý thì chưa đến nơi. Vội gì thế bạn ơi, đừng vội chi, just take it slow. Tự bắt mũ, tự bắt tử mình ông TP này. Dừng lại đi chớ nên vội đâu. Tại sao thế nhỉ? Rồi stun. Ok, tiếp tục là chói. Lại là một cái stun hai người. Bởi link xuống là ép trần tốt được mà hai người. Đi cái robot anh ta giết được gì rồi. À, thế hóa ra không cần vội. Đấy là một tiếng đánh hai. Rồi, tiếp tục là đi tia ra. Anh ta bơi lên nhưng mà để làm gì. Về đi, mất form rồi. Muốn làm gì đây, vâng Sonico di chuyển ra, đạp một phát là mồm của Vanscore với một tình huống mà vô ảnh cước. Nhưng mà từ từ đã nào, Fox Star lên trên đồi, anh ta vẫn sẽ chết thôi. Vanscore nằm xuống nhưng mà BKB BKB lên, chỉ để giết một con support số 5 ở bên phía Team Spirit. Và bây giờ thì với cái việc là không còn BKB nữa, chạy. You better run. Không là ăn một stun và mồm. Ăn ngay cái gì nữa. Ôi trời ơi, trông lại. Thôi. Game is over, đi về ngủ anh em ơi. Không còn gì để xem đây rồi. Một tình huống chặt stun 3 người. Triple kill dành cho Iceberg. Ok, bây giờ mày ra mày đạp tao, mày chết tao bưới. Là tiếp tục di chuyển vào mở BKB lên bay xa đến từ Dazzle. Rồi BKB đến từ BKB cũng hơi hố. Tiếp tục chặt stun vào mồm của G và bắt anh ta phải lùi về. Game đấu quái quỷ gì thế này. Nóng quá. What the fuck. Rồi sẽ push lên high ground. Network trên lệch. Đúng như với cả cái diễn biến tôi được xem với network, nó cũng có một cái hình nó nó hơi bị đồ thị hình si một tí rồi. Nào bật pipe inside lên, chói được Nexa xin. Tiếp tục sẽ sử dụng những cái gai để có thể stun được những người ở bên ngoài. Sonico dính đam. Anh ta dính rất nhiều đam đến được Tinker. Chặt được G rồi. Nhưng không block được đường, anh ta mới có thể về được. Tiếp tục spam set ra. Thế là thôi à? Thế là đi về đúng không? Ok, đi về. Rồi, vẫn còn cơ hội xem những tình huống xử lý nó hay hơn như này cơ. mình không phải fan của bất kỳ nhóm nhạc Hàn Quốc nào. Chẳng qua mình cứ nhớ kịch bài nào nó hợp lý với cái hoàn cảnh mình nghe thôi. Thì giảng cát thế này mà mới vui. Nghiêm túc quá nó cũng không hay. Rồi mở Manta vào nào. Bóng cũng đã được mở ra rất nhiều. Teroblade, anh ta sử dụng skill 1 của mình. Vâng, stun được Iceberg rồi. Nhưng ngay lập tức là có Lotus Orb. Team Spirit đang đứng trước rất nhiều cơ hội. Rồi bây giờ G anh ta mới về. Anh ta vừa mới TP số không bot lên để có thể đẩy trụ mất một cái range rack rồi. Sẽ là stun. Tha mình stun rất nhiều, stun trượt. Stun trượt gì mà nhiều thế. Rồi mở bóng lên. BKB từ trong nhà đi bộ ra. Đến bây giờ mới Berlin đến nơi thì nó có global. Xuyên BKB một chặt stun vào mồm. Ok bạn ơi, không cần phải cẩn thận đến mức này đâu. Tôi cũng biết là ông có tiền sử ốm yếu bệnh tật, nhưng mà cẩn thận thế này thì làm sao mà thắng được cái game Dota này đây bạn ơi. Game Dota này à,
Đúng là tôi phải copy lại cái câu mà No Tail nói. No Tail quote. When game is going full retard, you can only go with it. Đấy. Một khi mà game đã retard thì mày chỉ có cái cách duy nhất là mày phải retard theo game ấy thôi. Chống lại cũng không được, mà chống lại theo kiểu một nửa, retard một nửa cũng không được. Vâng, Vega chấm gãy. Nào, Vega chấm gãy. Rồi. Ôi, cái gì đây? Hurricane buy luôn à? Hurricane buy luôn ạ. Rồi né stun 2. Một chặt vào đầu của G. Đá stun khá vu vơ lên Sudoku và bim bim giải ra rất nhiều matchup machine. Rời như mưa, không dám ra đép. Và Lee Gable Boss, anh ta chói được G rồi. Tên lửa vẫn đang găm thẳng vào mồm. Không dám làm gì, bạn đến chơi nhanh chơi nhà đúng kiểu ta với ta luôn. Ngồi trong nhà và thẩm, không dám ra tiếp khách. Thôi xong. Khách này là đúng kiểu khách tôi hay thấy ở trên mấy cái phóng sự ăn cắp ăn trộm. Vào cái là giả vờ hỏi là nhà chị đẹp nhờ, giường tủ chị đẹp nhờ, xong rồi cũng ngay con iPad, cũng ngay con iPhone chẩu. Rồi xong đấy. Rồi nhìn thấy nhau, ai đó đã bị hack, đó chính là Soneco. Global sẽ được mở ra. Em tưởng vị trí của Vasco để làm cái gì? Em cũng sẽ tặng mở mở gì? Và ở đây có gì không? Suối quần bất tử, không kịp đổi máu, không kịp làm gì cả. Triple kill, ultra kill và tôi nghĩ game đấu này kết thúc, về đây ngủ thôi. Zero play, good night everyone, good night everyone. Chúng ta kết thúc game đấu này ở đây. Khi mà một tiếng Global Silence được mở ra nhưng vẫn cứ la bắn thẳng vào mặt của Silencer, tôi vẫn không hiểu tại sao, tôi vẫn chưa hiểu tại sao. Tôi chưa biết gì vừa xảy ra cả. Dichiara. Một con hero, nó sử dụng skill quan trọng nhất của nó rồi nhưng vẫn bắn nó. Ok, fine.